A Di Đà Phật. Thì buổi sáng thì Quang sẽ đồng hành cùng với chị sư trẻ nha, rất đẹp trai, có người thường gọi là sư anh nè, để đi khất thực nha. Đó. Thì sáng thì chị sư trẻ anh cũng khất thực được mấy món rồi nha, đang bộ hành hướng về phía đồng hới của Quảng Bình. Đó. Thì Quang sẽ cập nhật từng các cái gì sư cho quý cô chú anh chị các bạn được biết nha. Đó, thì giấc này thì đang bộ hành thì ngày 24 tháng 5 nha. Đó, giấc này cũng 6 giờ mấy rồi, 6 giờ rưỡi rồi. Đấy, thì sư nói là sẽ anh nói là sẽ đi khất thực những cái nơi mà những nhà nghèo thôi nha, những cái nhà giàu thì sư sẽ không có nhận nha. Đây thực sự rất là đông bà con đó, là để đi ra, thứ nhất là bộ hành, thứ hai là ra để mà cúng dường nha. Phía trước là một cái sư hộ pháp Kim Cang, thường đứng ra để mà dàn xếp và bảo vệ cho thầy nha. Dạ dạ con cảm ơn. Dạ dạ. A Di Đà Phật. Đó thì Quang cũng đi khất thực theo nha. Đó. Dạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đủ rồi, đủ rồi. Đủ rồi. Đừng coi. Đừng ép thầy. Dạ. Dạ 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 dạ. Có một cái gì Phật tử ép các thầy nhận những cái phần quà nha. Nhưng mà thầy các cái sư là nhận đủ rồi, sẽ không có nhận thêm nữa nha. Dạ mình nhận tấm lòng ha. Dạ mình bây giờ mình đã nhận đủ rồi, không còn chỗ chứa nữa. Bây giờ mình nhận mình để đâu giờ? Dạ. Tấm này chút về chia cho huynh đệ giữ cái. Dạ. Chứ ăn đâu hết. Cho không được rồi. Đây phía trước là sư hộ pháp Kim Cang. À đây là hộ pháp Kim Cang. À, rất rất. Có ai xin cái bọc không nhờ? Có ai xin cái có cái bọc ấy cho thầy xin cái bọc. Mình có cần hết kêu hai người không đi bạn ha. Dạ dạ có cái bọc không rồi. Dạ dạ. Đây có bọc kia, có bọc kia. Có bọc ở xe. Người ta quý thầy, người ta cho nhiều quá.
Dạ. Dạ. Dạ này là. Còn thực khác là anh và một phần quý. Ba chỗ này thôi. Dạ. Dạ. Còn lại có. Ờ, cái nào còn dư cũng chia cho huynh đệ. Dạ. Ờ, có vật chơi. Dạ, quá hoan hỷ. Dạ, quan hỷ, quan hỷ. Quan hỷ, quan hỷ. Dạ, quan hỷ, quan hỷ. Dạ. Rồi. Dạ. 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 Ủa mình vô đây à? Ờ. Cảm ơn người anh. Thôi, để cho xe lấy chứ. Rồi, cả nhà ơi. Ờ, thầy là sang nhanh nhá. Sang. Đó, nhân này thì các sư đã di chuyển vào trong nghĩa trang để mà chuẩn bị đó, rất là quý mến quý cô chú anh chị ơi. Đó là sư Minh Tệ đã đợi đoàn của mình nha. Đó. Đó. Rất là quý mến tình cảm của sư Minh Tệ đã đợi nguyên cái đoàn của mình đó. Philip Nguyễn nha. Đó, rất là ân cần xem mà những cái ai mà chưa có khất thực được đó, thì sẽ hỏi han cho kỹ nha. Đó. Ở đây là bên kia là đồ ăn đâu, còn thử cái nhiều chưa. Rất lo cho huynh đệ của mình ha. Rất lo cho huynh đệ của mình. Thầy mới nói đó, cô chú phải lại đây nó thêm đâu. Đợi bên đệ của mình qua. Đó, một cái cô xúc động luôn nè, khóc luôn rồi. Đó. Đó chị em của mình ở Huế ra đón thay của mình được rồi nha. Chào anh chị nha. Thầy thì đang đợi các cái sư huynh tới để mà vô cùng một lượt luôn nha. Rất là quý mến tình cảm của thầy. Đang đón thầy ở quận Bình đây. Thầy đã vào tới đất quận Bình rồi. Cô anh lùi dài xíu cho. Mặc dù trời đã mưa nhưng mà bà con rất đông. Bà con ở quận Bình đón thầy rất đông. Để cho thầy đi từ vô đi. Để cho sư nhìn các cái huynh đệ nha. Thôi để cho các đường thắng thầy nha. Dạ. Dạ này đi đi ạ. Lấy sư huynh hết sạch xong hết rồi bây giờ thầy cứ chuẩn bị đi ngay. Chưa nha, em cũng chưa ăn uống gì luôn chưa. Nên đó là cái đèo rồi đó. Đó tên đèo hả? Đèo. Đó lên đó là lên đèo nha. Cao không? Có cao không? Cũng chưa biết nữa. Cũng không cao lắm, cao dừa. Cao dừa ha. Cao cũng ngang cái đèo cũng qua. Thầy đợi các huynh đệ của mình. Dạ. Ok. Rồi rồi rồi, mình né ra nha cả nhà. Thầy đi đường nào thầy đi thôi. Dạ. Ok. Đây nha cả nhà, mình anh em của YouTube của mình rất là ý tứ, rất là tuyệt vời. Đó, nói chung là anh em mình tự mở đường luôn. Đó, cô chú chị. Đó, nghề nghiệp của anh em của em là coi như là rất là tuyệt vời. Tụi em là đủ hết sức là coi như là bảo vệ anh. Thầy thật sự là rất là quý mến các cái huynh đệ luôn. Phải chờ đợi đầy đủ hết trơn mới đi được nha. Đó. Đây là tình cảm rất là quý báu của thầy dành cho các cái sư huynh đệ của mình. Đó, đang chờ các sư huynh đệ bên kia qua. Đó, sẽ hỏi han coi có đã đủ đồ ăn chưa thì mới được nha. Đủ rồi sẽ đi tới thầy. Dạ. Thầy đi một mình. Kim Cang đi trước rồi cả nhà. Là chưa đủ đồ ăn ha. Đã đủ đồ ăn rồi ha.
sự là đủ đồ ăn rồi, không có xin nữa nha. Rất là quý luôn, quý mến tình cảm của mà và nó cảm ơn tình cảm rất là quý mến của thầy. Không phải là không cho đâu nha, tại thầy muốn mọi người tu sĩ đi vào trước và có đồ ăn trước, thầy đi sau nha, thầy kiếm sau nha, quý anh chị ha. Đó, thấy chưa, hỏi hàng thầy kiếm sau nha, thầy đang hỏi hàng nha. Đó. Thầy rất là quan tâm tình cảm của các huynh đệ nha, phải hỏi han cho kỹ để coi nếu mà đủ thì mới vô để mà thọ thực nha, chưa đủ thì khuyên đi nên đi mà khất thực tiếp. Không sao, anh cứ yên tâm, em là bên em là không phải nhắc nhở bên kia, bên nào em biết. Em YouTube rất là ok, rất là vô cho thầy đi cả nhà ơi. Rồi, mấy anh em xuất vô cho cả nhà đi nha. Em bên đi thuốc đi. Rồi, phục rồi. Phục vô đi để cho tôi thoải mái. Rồi. Thôi Quang cũng xin kết thúc video tại đây. Chào quý cô chú anh chị, và sẽ đăng những clip tiếp theo cho quý cô chú anh chị xem nha.